Yo, hello nha, chào người nha. Chào mừng bạn quay trở lại channel mình là từ đường phố đây. Rất vui gặp mọi người. Anh em cũng rất thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em thấy hay và video hữu ích thì nhấn like và nhấn đăng ký kênh giúp mình nhé. Giúp kênh sớm ngày phát triển. Ước mơ giúp kênh sớm ngày phát triển nên được những lượt đăng ký mới nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và trước khi bắt đầu video này thì chúc anh em một ngày mới vui vẻ, xem video mình cái việc thoải mái nhất nhé. Hôm nay là ngày thứ ba ở server mới anh em. Hôm nay thì chính thức nhận được cháu Miu. Thì nhiều anh em sẽ hỏi là có lên chơi không, nhưng mình nếu mà đua được kiến thì anh em nên chơi, còn nếu không thì cứ nuôi dần ở phía sau là được rồi đó, quá là ok luôn. Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu vào đây và mình sẽ đua ngày thứ ba này và cũng sẽ quay clip lại cho anh em xem luôn. Ok, anh em thấy video hay và hữu ích nhớ like share cho mọi người cùng biết nhá. Hôm nay mình đang làm series 7 ngày cày quốc server không server mới đó. Hôm nay đang ngày thứ ba rồi, anh em nào chưa xem thì có thể ấn vào trong kênh xem lại hai series cũ nhá. Giờ là bắt đầu là 8 giờ 5 phút anh em, để xem hôm nay cày đến mấy giờ thì hết thể lực và hết mọi thứ nha. Buổi sáng thì bây giờ tranh thủ lên level 40 anh em, mới còn quá đủ top level 40 không, xem nó nào. Đua level 40 hắn còn phần anh em, mình 39 rồi, cố gắng lên 40 thôi. Up này, làm phát luôn cho đủ anh em. Đó, sáng ra tranh thủ làm hết mấy cái mất ván rồi. Mấy cái cơ bản để cho đủ anh em. Tiếp theo đi vào tinh anh, sáng nay thì mình sẽ quét quả thông, mong rằng sẽ đủ để mở tiếp cho cháu thứ ba lên thân mật 30 nha. Uầy. Uầy đen thế. Hai quả nữa thôi. Uầy một quả nữa thôi. Rồi, may quá vừa đủ mọi người nha. Đó, quá hên luôn, vừa đủ. Cũng may là vừa đủ, đâu rồi. Này, thiếu à, thiếu thì quét. Thiếu thì quét, không có gì phải lo mọi người. Đó, thiếu thì quét, mấy cái này thì không sợ. Chỉ sợ quả thông thôi, vì quả thông chỉ có một ải duy nhất mọi người. Uầy, đen vậy. Hết thể lực luôn rồi. Sáng ra, vừa sáng ra nó đang ngốn hết thể lực rồi. Mình tính để thể lực chưa, mình sẽ nhận và mình sẽ cày nhá. Vì sáng ra mình cũng hơi bận nên là hôm nay cũng không cày sẵn. Uầy, quên vào đây rồi. Vào thì mua luôn cũng được. Mở hai lần cơ nào. Rồi. Rồi thoát đã. Còn thể lực khác nào. Từ đấu PK này. Đó. Mẹ đấu PK. Trong túi còn không. À mình mới mở được hôm qua đi nổi loạn này mọi người này. Có đĩa skin luôn. Xem nào. Ra cũng toàn đồ linh tinh thôi. Không có đồ nào ngon nhỉ. À được 50 kim cương này. Ngon này. Hello buổi sáng ngon này anh em. À tiêu phí có quà đây rồi, có thể lực ở đây rồi, không phải no. Rồi giờ thì quét nào. Cái vậy. Rồi đủ. Thề tưởng nó chôn luôn á. Đấy. Đấy. Nó cứ phải như vậy anh em. Đấy, nó phải như vậy chứ phải đơn không. Lên nào. Đấy, cháu thứ ba lên thân mật 30 anh em. Đấy, một phát lên 4k lực chiến mới luôn. Cộng skin mới cho nó luôn nào. Rồi. Đấy, lên 40 luôn anh em. Đấy. Lên 40 luôn. Rồi, giờ đi học skill này. Đấy. Giờ lại lên lực chiến nữa rồi. Học skin cho mỗi con một cái. Rồi thế nào. Tăng 800 tỷ lệ bạo kích cho bản thân. Rồi. Thôi, ngốc quá, học hai cái cùng một rồi. Thôi lỡ rồi, thôi tính sau anh em. Học nè. Rồi ok, tổng team 179k lực chiến rồi nha mọi người nha. Đó, RPR top 15 này, đã 179k, giờ mình sẽ đua tiếp nha, có gì mình sẽ quay cho anh em xem. Ok, xíu nữa thì quên không nhá, anh em đã tranh thủ đi cái săn thần thú này nha mọi người nhá. Để lấy điểm nâng cấp huy hiệu này, huy hiệu thì anh em dồn nâng HP này, đó, hỗ trợ anh em vượt ải rất là ngon. Hoặc là nâng cái HP ở dưới nữa là tuyệt vời luôn. Đấy, cái này là một cái rất là quan trọng anh em nâng này, 184k nhá, đó, 184k lực chiến rồi. Ok, 191 rồi anh em. Đây, giờ vừa mới săn đủ pro. Giờ mình sẽ tẩy cho cháu điện này nhá. Đấy, kiếm cái pro tím cho nó. Mong ra là sẽ ra được một cái pro tím.
Ui, đen đấy nhè, không có đến một cái A luôn mọi người. Thôi dùng pro thường kiếm lại một cái A cho nó dùng tạm vậy. Kiếm được cái nào kiếm, dùng tạm cái anh em. Có con cái dùng tạm vậy. Dùng tạm cái này vậy, đấy là đường chiến thôi. Ok, lại cái tiếp theo thôi. Mắt hên luôn mọi người, ngày đầu tiên level 40 và vượt ải ngày đầu tiên đây. Cái kết anh em, thế này thì sẵn sàng đợi tích kim cương X10 để truyền thôi, quá ngon. Làm ngày 2 viên đá truyền lại còn được 14 sao nữa chứ, quá ngon rồi. Giờ tiếp tục đi ải đã nha, có gì mình quay tiếp cho anh em xem. Xem ai này anh em này, Hoppa này, anh gặp Hoppa luôn. Vui lại làm tí xem Hoppa vá mọi người. Thú vị thật sự lại gặp được Hoppa. May mắn. Úi giời ơi, cầm xem hốc ba sấy. Tối lại qua ạc mình lạp tí tiền nhỉ. Tối lại qua ạc mình mới được. Nên lâu lại không thấy hốc ba thì nhớ nhớ. Sấy nào, sấy win đi. Win. Ok, thành quả ngày hôm nay đây nha mọi người nhá. 32 dương, dùng xem có được cái bánh mì nào không. Hai cái bánh mì. Toàn lại toàn túi tiền à. Xem nào, bánh mì túi tiền kim cương được vé cao cấp này. À nhắc cái vé cao cấp này mình chỉ tiện mình chỉ luôn cho anh em nhá, không dành cho mấy bạn mà thấy hỏi hôm qua bảo là sao anh gộp nhanh vậy đúng không. Đây mấy bạn hỏi mình là sao anh lên vừa gộp cho bet nhanh vậy. Đây bet của mình 10 hết rồi, còn này 8 này. Thì anh em tranh thủ á, mình vẫn nói rồi, nếu như các bạn chăm á, các bạn thật sự chăm hơn mình á, thì anh em nên vào bắt nhá. Đây ví dụ như 6 vé này thì anh em 6 3 18, anh em vào bắt 18 con bướm bướm á. Đó, nhưng mà bắt đến tận 10, đây, bắt 18 con này, sau đó anh em phải lâng lên 18 con này, anh em được hơn 800 điểm gộp đó, nhưng mình không, mình người lắm, mình auto luôn. Thật sự không phải nói đâu, nhưng mà thật sự là mình lười, mình auto luôn anh em, có đâu mình thấy nhiều, không, có thật. Thế này mình nói thật, mình cũng lẻ nhiều bạn siêng thật, nhưng mà anh em siêng đeo tốt, biết không mà nên siêng như thế thì cho tốt hơn. Ok, con đường huấn luyện hôm nay thì tuyệt vời luôn rồi, hôm nay thì kích chắc là full luôn anh em, full rồi thì nâng cấp thôi. Chưa này sẽ lên được chiến nhiều đây. Đây, chưa này sẽ lên được chiến nhiều nha. Lên được chiến nhiều anh em. Chủ yếu là dồn nó dòng HP này. Đấy. Ngon này. Quay lỗ đi chứ, đừng làm vậy. Đấy, quay, tuyệt vời anh em. Tuyệt vời. Con gì bằng. Đấy. Tuyệt vời, còn gì bằng 1k3. Cho xin dòng nữa. Chờ đợi anh em từ đổ, cho đổ dòng crit nữa nha. Cho đổ dòng crit nữa này. Ui dòng speed cao đấy. Cho đổ dòng speed trước rồi anh em. Hồ đèn đấy. Thôi cũng được anh em. Đó, tẩy qua cá lên được 208k lực chiến rồi. Đấy, thay đổi ngay trong phút chốc anh em. Hiện giờ thì PR đang top 13 nha. Cố gắng thêm nữa, có gì mình sẽ qua cho anh em xem. Never. Tình dối vượt ải Nuza mọi người. Vượt ải Nuza này. Hôm qua mình bị thua ở này nha. Không quên hôm qua chưa full sao ở này chứ. Chưa full sao ở này mọi người. Rồi. Giờ thì full sao. Cũng vượt 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 xong luôn ải dây mọi người. Uầy, đánh ải dây cũng lâu nhá. Mình có mất hơn 30 phút mới đánh xong một ải. Anh em phải chịu khó vào. Kiểu cảm thấy mình ăn được thì cứ chịu khó vào đánh này. Bây giờ thì hốt kim cương thôi. Đấy, giờ hốt kim cương bét mới này. Lại thêm bộ sưu tập. Đây. Đấy, vừa phá đảo ải dây xong. Giờ tiếp tục vượt ải mới rồi lên cấp được chiến thôi. Đây, chắc tổng kết ngày thứ 3 rồi anh em. Hết rồi, không còn tài nguyên hay gì để làm nữa. Đây là tem độ của mình. Đây, ngày thứ 3 221k lực chiến nha mọi người nhá. Đến tối nay giỏi lắm đến được 230, 240 nữa cùng. Đó, nhận lốt tài nguyên ở đi đây đội thám hiểm này. Ơ xong hai cái này cũng cùng lúc với nhỉ. Mình hết là rồi, giờ có đi cũng chả đi được nữa anh em. Đó. Đi đội ban đầu này, cuối bác sang có được không? À, không đúng đội này. Tiến hóa đầu không có. Anh em chịu khó kiếm mấy cái ải ngon ngon một tí mà đi nhá. Đây. Nâng nè, cũng được hai cái nữa. Xếp hạng ngày hôm nay đây mọi người. Là thiếu có là level 15 nhá.
nụ cười 27, R top 10. Đó, hết hết sức rồi. Để anh top 12 đi nhá, để cái này nữa. Ok, đây còn tài nguyên còn sẵn trong túi đây. Rồi, cho anh em cái cuốc ngon này. Đây, ngon nhất hôm nay là cái này. Bây giờ kết thúc đi nhá, bye bye. Hẹn gặp mọi người buổi ngày mai, ngày thứ tư nha. Ok, bye bye. Tạm biệt mọi người.